Hằng xin chào quý bà cô chú anh chị nha. Thì hôm nay mình thật sự rất là vui luôn cả nhà ơi. Thì vui thay cho mẹ mình đến nhà cả nhà. Thì hôm nay được anh Hùng Lưu có mua của mẹ mình là 100 phần cơm đó cả nhà để tặng cho bà con. Thì mình chọn cái địa điểm là ở dưới cồn Bình Hòa ngay là quê nội của mình đó. Thì lâu lâu mình đi xuống dưới mình tặng cho bà con cả nhà, cho bà con nhớ tới mình nha. Thì mỗi một phần cơm thì là 15.000 cả nhà ơi. Thì một hộp cơm thì có miếng thịt rất là ngon luôn cả nhà. Có dưa leo muối này thì nhà mình tự muối luôn đó nha cả nhà ơi. Này bên đây thì có cải chua, ở phía bên đây thì có mấy cọng đậu gì nè, đậu que xào cả nhà. Đây một phần như thế này là 15.000 cả nhà. Thì mình tặng cho mỗi người là một phần cơm với một chai nước suối nha cả nhà. Thì nước suối nữa mình kêu cô Hai mua giùm á. Thì bây giờ mình tặng cho ngoại trước nha, tại vì anh Hùng Lưu có nói là mình tặng cho gia đình mình trước thì mới tới bà con cả nhà ơi. Thì bây giờ cô tặng cho ngoại nha. Cái hộp này nãy cô thấy là không có gì, không có ớt của ngoại, tặng cho ngoại nha. Cảm ơn dạ rồi. Cảm ơn chú Hằng. Dạ rồi. Xu đây tôi có bút của ba tặng hay xu. Đây mình cho gia đình mình trước nha cả nhà. Đây, con nó có biết ăn ớt không phải không? Đây cô ba coi con có ớt không? Ồ, cái này có ớt rồi. Tiếp đó có ớt nữa. Cô ba lấy cái không có ớt cho con nha. Tiếp đó không ớt còn thường quá. Đây, cái này không có ớt nè, con thấy ngon không? Đây. Cảm ơn cô ba. Cô ba tặng cho con nói cảm ơn nha. Đây. Rồi giỏi quá, tới khoai, khoai đã mất tiêu rồi. Khoai nào ở đây miệng tặng cho nè. Khoai của đây mất cỡ rồi mọi người ơi. Tự nhiên mất cỡ, muốn mất cỡ vậy nè, nó mất cỡ rồi. Đây, sức mẹ nè. Mất cỡ rồi, đó. Đâu mẹ? Đâu, đây vậy chị đợi bà ngoại nha. Thì còn có khoai chừng 5 hộp đó là đủ 100 hộp rồi đó cả nhà. Đây, ôi ôi thịt nóng ngon ghê luôn nè mọi người ơi. Đây, mẹ tặng cho con là con nói làm sao? Cảm ơn. Con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Ôi giỏi quá, con quay lên con cảm ơn chú luôn. Con cảm ơn chú. Rồi, mẹ ăn luôn rồi, con đi vô nhà đi nha. Hai nhà đi vô nhà ăn cơm cho nha. Đây, phía bên đây thì ba mình đang nướng thịt này cả nhà. Cũng ba mặc thủ đây cả nhà ơi. Còn bốn hộp nữa. Rồi mấy cục thịt viên ngon quá. Rồi mới đây mình cho thịt nướng không phải không mẹ? Nướng không, không có viên rồi. Tại vì viên là cho bánh hỏi. Nên mình cho cơm đây không có thịt viên nha. Nướng Hai hàng tám, nói rồi vậy hai hộp nha.
rồi. Đúng ngựa quay phim lên nó ra rồi nãy chết luôn chị. Nó ra nãy nó hồi nào cũng chơi có tình đúng không, không có chờ được không, nó chỉ để chung thôi để gì thôi, nó chung nó nghi rồi biết sao đây thôi để cho sao lại cho bà sáu là ước nữa nha, là bà muốn hợp có gia đình không rồi. Quẹo qua đây làm cái thường nè mấy mấy cháu. Rồi mày nó cỡ. Nó mắc cỡ rồi. Đây xin cho ngoại đúng không? Rồi cho ngoại ăn bữa học cơm sườn cho con. Cho ngoại kỳ luôn cho đất cơm sườn nha. Đây rồi. Con quay cho đất con nói cảm ơn chú đây nha. Con quay mặt qua kìa. Ở nữa cho ba mẹ con lên thành ba mẹ không thấy con. Đây. Đây cả nhà ơi, thì dì Xuyến này rất là quen thuộc với mình luôn nha cả nhà. Dì có cái đặc điểm là nổi trên mặt nước luôn cả nhà. Hôm nay dì quy cho mọi người biết luôn. Nè, muốn suối nè. Muốn gì đi mua đây. Đây con gửi tặng cho dì nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ rồi. Dì giống không? Dạ. Dạ. Không? Mà giống đi đâu với dì Xuyến? Hả? À, giống này đi bán giờ này giống đi ăn ngoài không? Đây, hai mẹ. Rồi đi về cầm đi, cầm lại đi cho cô ba đi rồi cho mình hả? Có tiền cho gì vậy? Hả? Rồi tao Di Minh phải không? Để về đâu? Tại đâu mất tích rồi. Rồi cảm ơn nhé. Di Minh hả? Di Minh hả? Di Minh học lớp mấy rồi? Lớp 1 hả? Đây chị cho học cơm nghe. Rồi chiều nay có học không? Không có học hả? Con quay vô đó con nói cảm ơn chú đi. Quay đây cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Rồi. Nhìn giống không? Chị gan giống không? Cho chị hợp nữa coi gái. Dạ đúng rồi. Quay mặt cho tôi biết. Dạ quay mặt cho mọi người biết nha. Lên hình cho đẹp nghe, hồi nãy quên thay son hả? Mình thay son vô cho nó đẹp. Thay son vô cho đẹp xíu rồi, cảm ơn nha. Dạ rồi, đây nè cưng ơi, vô đây nè. Con Yến. Mẹ đi khỏi rồi. Vô, vô. Chị đang có học không? Quả cho áo nè. Ôi ủa, quả cho áo nè, bông xương bông nữa. Ôi ủa, hết rồi. Tới rồi. Ủa vậy, tới còn đâu? Ủa quên nữa, nãy giờ mượn đi kêu giùm mà quên cho đó mọi người ơi. Đây. Mấy hộp. Mấy hộp đây. Con lãnh cho hộp đi bác. Dạ. Lãnh cho lãnh cho mấy tỷ cho hộp đi. Con của dì Phụng á. Bữa nay dì Phụng bệnh rồi. Không ai ăn. Nè cho nó hộp hộp này đây. Dạ. Đây, chị gửi cho nha. Ai cũng được hộp này cho đẹp nha. Nhìn giống không? Nhìn giống ngoài không? Cảm ơn không? Vậy. Cái hộp cơm hả? Ủa đâu có bún đâu. Có, ngoài còn hộp nước kìa. Cơm với bánh hỏi. Tại vì mình thiếu cơm đó cả nhà nên mình làm thêm mấy hộp bánh hỏi nữa nha. Rồi thằng đó lãnh không? Dẫn xe máy xuống. Này, một hộp cơm với một hộp bánh hỏi đi ha. Thôi, đặng em mày đâu. Bên đây gái có đi bán vé số hay không? Không ăn. Bên đây gái có đi học không? Không luôn hả? Cái học lớp mấy mẹ quên rồi. Cảm ơn nha. Lớp 1 nha. Chưa nghe đại diện chút xíu nha. Để cho gái trước cái. Đây, cảm ơn đi qua như đó nó cảm ơn chú. Nó cho ngoại như bà ngoại không? Cảm ơn chưa? Rồi. Con lãnh mấy hả? Lãnh cho ngoại không? Rồi, chút lại, chút chị đem lại. Đây, tính cưng cưng lại mấy hộp. Một hộp, phải không? Còn lấy cái cây với Bình đây. Rồi cái ông Nhân Chi đó là mấy hộp. Nhân Chi. Nhân Chi trai cũng được cho vợ. Còn ngoài còn ngoài ngoài. Nó cho cháu hay gì đi. Ngoài mẹ em đá em cái cháu gì. Đây gửi cho chị nha. Hai hộp. Con lại đây kêu chạy đứng là đặt anh nhìn ở đây con quất vậy đó đi lên chị nè. Rồi để chị chút xíu nha, để chị cho cái xuống ngoài đó cái nha. Bữa nay còn mặn ngoài không? Còn có thể nghĩ mua đồ. Đây để cho chú nha. Để chú học cơm trường. Dạ hai học con hai con có hoài á. Đi không hoài hả? Dạ. Con dĩ sáng cho con có hoài phát nè. Mẹ nó nấu cho nó. Đây, cưng xin đây học trai với ai? Luôn. Hai anh em đúng không? Có đi học không? Vô bữa nay xin cho anh cho dở không? Chiều nay có học buổi chiều không?
lọt mới nhắc bạn lọt mà bạn lọt mày đây. Bây giờ con đổi học nữa được không? Học cơm đi. Tự nhiên con hẹp bánh lọt quá mà con không có thêm tiền heo. Bây giờ cho con hỏi không? Bây giờ con đổi nè, học cơm trường rất là ngon nè. Đi bánh lọt nghe đây. Cơm heo đó, đặng đó anh mai mốt muốn ăn là phải điện thoại với con xíu xuống cho. Rồi. Đây mọi người ơi, được đổi một ly bánh lọt nha mọi người. Cái này mình đẩy chút xíu mình đói bụng mình ăn. Tặng thêm chai nước nữa nè, hai món luôn đó. Đây con để đây cho gì nha. Con cảm ơn nha. Rồi. Tới chứ có lấy tiền không? Thôi ăn đi. Đó. Cảm ơn nha vậy. Ăn đi, ăn ly đi. Cho cơm gì? Dạ đúng rồi, lấy cơm vậy. Cho đâu coi cho cơm tầm thường, cơm sườn được không? Dạ, cho cơm sườn mới được nha. Tự bắt chở xuống. Dạ đúng rồi. Cho cơm nước suối luôn nha. Dạ. Ăn cho ăn phải cho uống luôn. Dạ. Dạ. Đây con gửi cho nha. Dạ, đơn vị chai. Dạ rồi. Đây nè con chai ơi. Còn ai thân kêu gửi hả? Đây cả nhà ơi, nãy giờ mới rước rồi bà Út ra mới vui được cả nhà. Hồi sáng giờ Út bỏ muốn bệnh đó cả nhà, nên ở trong nhà mình quyết tâm vô tới nhà rước bỏ ra luôn đó. Út ơi, mang mấy hộp á? Vậy hai hộp đi cho khỏe. Cho nhiều cho qua là cho nhiều cho. Giải chơi không? Lúc hết luôn đừng. Đây, đây con qua đây trước là cho Út ngồi nghỉ mệt đi nha. Đây, con xin mấy hộp. Hai hộp hả, cho cưng với ai vậy? Ba với mẹ. Ba mẹ hả? Mình cho hai cái chai đó tao mới uống hết ngày hôm qua. Dạ. Để dành để ngoài này đó cái người uống lần lần. Nước suối đồ hổm không cho cơm không? Ừ. Quên mất. Quên trong thùng. Cảm ơn chú nha. Rồi. Cảm ơn đấy. Cảm ơn. Rồi cho bà Út nghe bà Út ơi. Bà Út kìa bà Út ơi. Cho bà Út hai hộp nha, bà cho bà Út ăn lấy sức là ngày mai bán gạo đắt nhà bà Út. Ừ. Út còn hà đó mọi người. Ấy ở nhà đâu nó còn hà không? Nói chứ không có bà Út buồn, bởi vì con chạy vô trong nhà con kiếm bà đó. Vậy đất này về lộn lộn bộ về không được nha. Thôi con chở bà vô luôn. Ừ. Phải tặng tình mới được chứ. Già 47 tuổi. Vậy cảm ơn nha. Dạ rồi. Sao vậy? Thôi cho ba hộp nha, ăn luôn nha. Rồi chiều nay có đi học không? Qua thầy ơi, được thầy. Lấy vô nha. Trung thi mà. Anh hai đi học chưa? Dạ, anh hai chuẩn bị đi học. Nghỉ thôi, vậy thôi đem tranh thủ cho anh hai ăn rồi đi học nha. Rồi, phải có giới thiệu bánh hỏi con không à? Dạ, bánh hỏi hả? Chắc hết rồi quá. Hết rồi. Hết rồi. Rồi. Bánh hỏi có 4 hộp mà bánh hỏi ngon. Hỏi không cũng ăn ăn để đây nè, chị lấy nước để cho bọc riêng. Ăn bọc tôm không ngon bà. Ở trong chổng ta là hành đó nên ta chỉ có nghe. Có bên mình ăn hoài thường rồi nó không ngon bằng mà bún. Bữa hổm đi có bọc bún đó. Trời ơi, hai ba đứa mà dành. Cảm ơn. Hai ba đứa mà dành đâu bố. Quay mặt quá trời. Quay mặt quá đây. Trời, cái anh quay phim này đi vòng vòng không biết đường mà. Cảm ơn luôn. Quay cái thầy lên gửi ra nước ngoài. Gửi bà Út lên đây luôn bố. Gửi bà lên đây luôn đi làm biếm luôn bà vô quá. Chạy. Chạy không có được đâu. Rồi bà đây chơi. Dạ con Ngọc. Ngọc hả?
Ủa có ù đó tới kìa. Ù ơi. Biết biết. Cho nó hai cái hộp đi nè mẹ nó ba nó. Đây. Ờ chưa mau. Giờ xin mấy hộp. Đây. Hai hộp rồi đổi hai mẹ con thì hết rồi cho ba nhận nó về. Ở đây Sumo ơi, Sumo. Ở đây. Cho bà nội nó chứ. Chia cho chị miếng thịt đi. Ốm quá. Chia không? Chào. Dễ gì. Ơi mày ăn cơm mà như dưới nước mắm mà kho khô nha. Quốc kiếp rồi một hồi mẹ nó đem đi nồi cơm nên giấu cho nó. Ăn cơm gì thấy sợ. Giấu là cơm luôn hả? Ừ, ăn cơm quảng hồn nó biết à. Rồi xin hai hộp mình đang hết hai hộp luôn hay là sao? Mẹ hộp. Mẹ hộp hả? Chứ con hộp hả? Rồi bà nội mày đâu? Không xin cho bà nội hả? Chính hỏi ra đây cho bà nội. Bà thấy bà nãy thằng Quy với ông xin về cho ông ngoại nè, cho cái ba nè, cho nó ba đủ. Cho mình cho bé này ba hộp như cả nhà ơi, thì cho bà nội hả Út? Ừ. Bà nội với ai nữa? Có ông nội nữa, nhà ta còn đủ. Với con phải không? Rồi, chị tặng cho ba hộp nha. Còn chạy xe hay là đi bộ vậy? Rồi, thêm ông mày ra lại các bạn kìa. Cảm ơn tí nha. Ủa cảm ơn xuống luôn. Đây nè lại các bạn. Ủa quên nó thối thằng kia luôn cho bạn này. Tôi biết là mới thối thằng này vậy đó. Thấy không thấy không? Bà chú không phải. Bà chú không có khuôn cư nào ra chưa? Dạ ra được mấy đứa. Giờ này như đi học rồi. Dạ bà Năm có ai ra không? Có. Bớt ra lại thôi. Dạ hả? Đó, nhỏ gái đó đó bà cho, nó cho bà rồi bà. Bà mừng mai cho nó đứa đi. Bà mừng mai cho nó. Cô mừng mai cho con đi. Có đâu. Cho chị hai hộp đi với mẹ ăn. Dạ rồi lấy cô cho cô hộp ha. Cô thử cơm sườn cho đốc coi nó ngàn hai hộp đi. Bà kia bắt đầu mình hỏi mà con thấy người luôn hay với chồng hả cô? Vậy hai chồng hả? Ừ, hai mẹ con hai mẹ bà không bà không có chồng rồi. Chồng ba chồng ba chồng đi Mỹ rồi. Chồng đi Mỹ rồi. Cháu cô đó hả? Cháu nhỏ này con của thằng em ra. Nó cho đốc và trả mà luôn. Dạ rồi, gửi cô. Gửi nước luôn. Quay phim bà ba lên đi, coi ông nào đứa. Ê, đủ mà. Bà ba nãy giờ cô không biết, bà ba không cảm nha. Thì cô không biết. Vậy là cô gửi cho bà ba hai hộp nha. Bà ba thử cơm sườn. Trời ơi, phải có nậu vô đây còn được á. Bên đó. Vô rồi, đẹp trai lắm. Thôi, cô không mơ chơi đẹp đâu. Mấy người đọc bắt ấp chịu. Rồi, cô gửi cho bà ba nha, con lấy hảo. À, mà rồi, mẹ giỏi mà không chứ. Không bằng gì cũng làm gì còn ta nha, ta dở mà ta biết mần ta biết lo cho vợ rồi được rồi. Mời ăn các bạn ơi, bánh hỏi ngon lắm mà có thịt nướng nữa nè. Cái này thịt viên thịt nướng cô hai. Còn cái này thịt nướng cũng ngon luôn, thịt nào cũng ngon. Chân mẹ mình bán cơm này ngon cả nhà ơi. Bởi vì cơm này của mợ ba nó làm ngon lắm nè, bánh hỏi cũng ngon nữa nè nghe. Mời cả nhà ăn nha. Cô hai review đi cho người ta lấy tiếp nha, bữa nay mình hơi ế. Bữa nay tại vì không có hấp phiếu nó hơi ế, nhưng mà lát cũng sẽ hết. Cả nhà ơi thì do mấy cô ở trong đây bạn Lật Hạnh đó nên không có ra xin được nên mình đem vô đây cho mấy cô nha cả nhà. Thì bên đây mình cho mấy cô trước nha. Ờ gia đình cô mấy người đây? Ba người nè. Ba người tặng cho ba hộp luôn nha cả nhà đây. Bây giờ kinh tế khó khăn lắm cả nhà, ở nhà thì có Hạnh đó mình Lật Hạnh hết cô. Cảm ơn một bó chú với cô nè. Dạ rồi một bó như thế là mình Lật được tiền hết cô. Cụ bự gì đó 25.000. 30 bó mới được 25.000. 30 bó mới được 25.000 hả cô? Dạ. Nhà đó con cũng Lật Hạnh mướn rồi đấy. Dạ. Dạ. Thì đây. Chị cũng thấy dễ thương quá ha. Dạ, hồi đó con cũng Lật Hạnh mướn, nó cũng từng trải nữa chú ơi. Hả, cô chú cô má đó không? Dạ. 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 Cảm ơn cô với chú luôn cô. Dạ. Ơi, hôm nay Lật Hạnh lưu á, có gửi lệnh thơm cho con chú. Ăn lấy hảo. Rồi tới bên đây nha. Dạ rồi, chú ơi. Chào bà. Dạ. Đây, bên đây cũng đông lắm nè cả nhà ơi. Bên đây có mấy người đây. Bốn người, bốn hộp nha. Đây, bà con cho Lật Hạnh nó không có ra xin được hết cả nhà ơi. Đây, con để cho mọi người nha. Rồi, cảm ơn nhiều luôn nha. Dạ, có nước suối uống luôn
Dạ con, bà Tư ơi. Đại Lạc Thành. Một hộp hả bà Tư? Ừ, dạ rồi, cứ xuống đó bà Tư ơi. Dạ rồi. Ở bên nhà đó con. Bên đâu có hành không? Có đó. Bên nhà trước kìa, nhà chỗ tôi đang học đó. Kìa. Tôi hả ơi gian con mấy cô. Dạ tặng cơm. Đây. Dạ hai ông thầy ông bà nha. Hai ông cô. Dạ rồi, ở đây đặt hành rất là nhiều luôn cả nhà, rất là đông vui luôn. Đây. Cơm sườn đó nha, hai cô được hai hộp luôn. Dạ rồi. Còn đó mấy cơm ăn rồi. Dạ vừa hỏi nấu cơm luôn. Thank you.